xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã đến với cái video ngày hôm nay thì vào dạng sáng nay tức là sáng thứ ba theo giờ việt nam thì khi mà nhiều người trong chúng ta còn đang ngủ ngon giấc thì ở bên kia bán cầu đang có một sự kiện vô tiền kháng hậu trong lịch sử đã diễn ra lần đầu tiên trong lịch sử tài chính thế giới thì giá dầu đã về mức thấp nhất mọi thời đại và chạm đến mức là không thậm chí là sau đó là có mức giá âm điều này đã phá vỡ mọi lý thuyết của các nhà kinh tế và các kịch bản có thể xảy ra đối với thị trường dầu mỏ và tình hình thị trường dầu mỏ trên thế giới hiện nay như thế nào và điều đó thì có tác động gì đối với thị trường tiền điện tử hay không thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái vấn đề này ở trong cái video ngày hôm nay. Vào dạng sáng ngày 21 tháng 4 theo giờ Việt Nam thì giá giao dịch hợp đồng dầu WTI trên sàn giao dịch New York đã đóng cửa ở mức thấp kỷ lục là âm 40,32 đô la giảm 120% so với ngày thứ hai. Điều này có nghĩa là các công ty khai thác sẽ phải trả tiền để có người mua dầu của họ. Đây được xem là sự kiện chưa từng có trong lịch sử và trước khi điều này diễn ra thì không ai dám nghĩ rằng là thị trường dầu lại có thể tồn tại một mức giá âm. À, nếu như chỉ vài giờ trước đó thì các nhà đầu tư còn đang kỳ vọng là bắt đáy và đầu tư dài hạn đối với cái loại tài sản này thì hy vọng này đã ngay lập tức tiêu tan. Sau cú giảm lịch sử thì hiện tại giá giao dịch hợp đồng tương lai của dầu VKT đã có sự phục hồi trở lại ở mức là hơn 1 đô la trên một thùng. Trong khi đó thì giá hợp đồng tương lai của VKT trong tháng 6 cũng đã giảm hơn 20% xuống mức là 20,43 đô la trên một thùng. Chỉ mới đây thôi thì thế giới còn đang tạm thở phào nhẹ nhõm khi Nga và OPEC đã kết thúc cuộc chiến tranh dầu mỏ bằng cách đã đồng ý cắt giảm sản lượng xuống 9,7 triệu thùng mỗi ngày vào ngày 1 tháng 5. Tuy nhiên thì tại thời điểm hiện tại, niềm tin từ thỏa thuận Nga và OPEC có vẻ như đang hoàn toàn bốc hơi. Theo Financial Times thì mức giá dầu cần phải được duy trì ở mức là 50 đô la một thùng thì các công ty khai thác mới có lãi để mở máy hút dầu. Và nếu như mức giá này rơi xuống mức 20 đô la một thùng thì khoảng 500 công ty khai thác dầu tại nước Mỹ có nguy cơ phá sản. Và nếu mức giá này ở mức là 10 đô la trên một thùng thì hơn 1.000 công ty doanh nghiệp sẽ phải đóng cửa. Do đó thì mức giá dầu hiện tại có được xem là cơn ác mộng kinh hoàng đối với các doanh nghiệp khai thác của Mỹ và sự sụp đổ của các doanh nghiệp khai thác dầu sẽ là hiệu ứng domino kéo theo sự sụp đổ của các công ty kinh doanh dịch vụ liên quan đến ngành công nghiệp này. À, tình trạng càng trầm trọng hơn khi các chuyên gia cho rằng là một cuộc khủng hoảng này có thể sẽ không chấm dứt ngay trong ngắn hạn và giá dầu sẽ còn đạt đến mức, mức đáy mới ở trong tương lai. Sự sụt giảm của giá dầu với à, cho thấy những tác động to lớn của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế thế giới, khác với dầu Brent biển Bắc thì dầu VKT sau khi thay thác sẽ được sử dụng chủ yếu để sản xuất xăng phục vụ cho thị trường Hoa Kỳ. Và trong khoảng hơn một tháng qua thì với chính sách giãn cách xã hội khiến cho nhu cầu tiêu thụ xăng ở Mỹ cực kỳ thấp. Và đây được xem là yếu tố tác động đến cú sụt giảm kỷ lục này. Ngoài ra thì một nguyên khác được chỉ ra đó là do giới đầu cơ đang bán tháo hợp đồng dầu. Chiến lược gia Daniel hàng AMZ cho biết một trong những lý do kéo giá dầu giảm mạnh vì hợp đồng tương lai của tháng 5 sẽ hết hạn vào thứ ba tức là ngày 21 tháng 4. Và thời điểm này thì nhiều người giao dịch đầu cơ sẽ bán mạnh ra hết hợp đồng tháng 5 để mua hợp đồng tháng 6, khiến cho giá trị giảm mạnh. Tuy nhiên thì đây không phải là nguyên nhân chính dẫn đến sự tụt giảm mức giá phải nói là thê thảm của dầu WTI. Nguyên nhân chính dẫn đến việc giá dầu giảm mạnh là do hiện tại các kho lưu trữ dầu, dầu mỏ trên thế giới gần như đã hết chỗ chứa cho cái lượng dầu mới. Đại dịch Covid-19 đã khiến cho nhu cầu về dầu giảm đến mức mỗi ngày sẽ có khoảng 6 triệu thùng dầu thô khai thác ra sẽ không có nơi nào để chứa. Chính vì vậy, thì nếu như các công ty khai thác không cắt giảm sản lượng trong tháng tới, thì chúng ta sẽ chứng kiến viễn cảnh là cả thế giới không có chỗ để mà chứa dầu. Những cái tháng tiếp theo trên thế giới sẽ cần tối thiểu là khoảng 200 siêu dầu chở dầu thì mới có thể lưu trữ được nguồn dầu được khai thác. Nếu bạn là một người ngoại đạo thì các bạn có thể đưa ra một cái thắc mắc là tại sao các công ty khai thác dầu không cắt giảm sản lượng để cân bằng lại tỷ lệ cung cầu của thị trường mà vẫn tiếp tục không ngừng khai thác đúng không ạ? Thì câu trả lời thực tế không đơn giản như vậy. Nếu như một công ty cắt giảm sản lượng khai thác mà các công ty khác không làm vậy thì chính họ sẽ là người chịu thiệt đầu tiên. Thế nên là thà là tất cả thị trường đều thua lỗ còn hơn là tự cắt giảm sản lượng dầu của mình. Chính vì lý do này mà Nga và OPEC đã phải mất hàng tháng trời để đưa ra một thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu ngoài ra thì nếu đóng cửa một số cơ sở khai thác khi khi mở lại chúng sẽ cần một nguồn kinh phí rất lớn và quá trình thực hiện rất phức tạp do đó thì không ai muốn cắt giảm sản lượng khai thác cả và điều này càng khiến cho cuộc khủng hoảng dầu trở nên trầm trọng hơn và với tình trạng như vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu khi nào thì cuộc khủng hoảng này sẽ kết thúc đây mới thực sự là câu hỏi rất khó để có thể có câu trả lời chính xác chúng ta sẽ cần phải xoay ngược lại nguyên nhân của vấn đề là nằm ở việc nhu cầu đi lại và sử dụng xăng dầu của người tiêu dùng đang ở mức cực kỳ thấp do dịch covid 19 gây ra Chính vì vậy thì để thị trường dầu vượt qua cái thời kỳ khó khăn này thì điều kiện tiên quyết sẽ là dịch Covid-19 phải được khống chế. Trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong tại Mỹ đang tăng lên hàng ngày thì đây là một dấu hiệu khá là bi quan cho thị trường dầu mỏ ở cái quốc gia này. Mặc dù vậy thì ở các nơi khác trên thế giới thì lệnh giãn cách xã hội đã bắt đầu được nới lỏng và người dân cũng bắt đầu đi làm trở lại. Đây là một dấu hiệu tích cực đối với nền kinh tế thế giới nói chung và thị trường dầu nói riêng. Chỉ cần các hoạt động thường nhật trở lại như trước thì nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sẽ gia tăng trở lại ngoài ra thì thỏa thuận cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng mỗi ngày của nga và opec sẽ có hiệu lực vào đầu tháng năm tới và việc nguồn cung giảm và cầu tăng sẽ điều chỉnh lại giá cho cái mặt hàng này và các nhà đầu tư đang kỳ vọng là những cái sự chuyển biến tích cực sẽ đến đối với thị trường dầu mỏ trong tương lai bởi một cuộc khủng hoảng trên thị trường này có thể gây ra những ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với toàn bộ nền kinh tế nói chung Một cái câu hỏi đặt ra là cái sự sụt giảm chưa từng có trong tiền lệ của giá dầu có tác động như thế nào đối với thị trường crypto và đồng Bitcoin hay không? Có thể thấy là trong ngắn hạn thì sự sụt giảm lịch sử của dầu thô VKT đang có rất ít tác động đối với giá của Bitcoin. Vào thời điểm giá dầu VKT giảm mạnh thì giá Bitcoin cũng chứng kiến một sự điều chỉnh. Tuy nhiên chỉ ở mức là 4,23% xuống mức là 6.850 đô la và sau đó nhiều giờ thì vẫn đang duy trì ở mức này. À, sự ổn định tương đối của Bitcoin trong bối cảnh giá dầu đang nằm ở đáy đã nhận được những cái phản hồi khá là tích cực của cộng đồng ủng hộ tiền điện tử trên Twitter. Nhiều người thì đã so sánh nguồn cung hữu hạn của Bitcoin với việc in tiền vô hạn của đồng đô la và việc khai thác dầu không ngừng của OPEC và chỉ ra rằng đây chính là lợi thế lớn của Bitcoin so với hai loại tài sản này. Có người còn lạc quan cho rằng là cuộc khủng hoảng lần này sẽ khiến cho một số lượng nhà đầu tư sẽ chuyển vốn từ thị trường dầu mỏ sang thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên thì quan điểm của mình thì đây là suy nghĩ quá lạc quan và chưa thực tế. Ở trong dài hạn, cuộc khủng hoảng giá dầu cũng có nhiều tác động tích cực đến thị trường tiền điện tử nếu như cuộc khủng hoảng giá dầu diễn tiếp mà không tìm ra được một giải pháp hợp lý thì những quốc gia sống phụ thuộc vào việc sản xuất dầu và có đồng nội tệ yếu sẽ buộc phải chuyển sang sử dụng một đồng ngoại tệ khác thậm chí là sử dụng tiền điện tử đây không phải là giả thiết viển vông mà hoàn toàn là đã trở thành sự thật một ví dụ điển hình đó là đất nước venezuela đất nước này thì phụ thuộc vào ngành sản xuất dầu và đã trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị đã có thời điểm giá dầu tụt giảm rất là mạnh vào đầu năm 2015 khiến cho Venezuela có tỷ lệ lạm phát lên tới 800% tỷ lệ cao nhất trong lịch sử tiền tệ của thế giới. À, trước bối cảnh đó thì chính phủ Venezuela đã phát hành tiền điện tử Petro nhằm thay thế cho tiền chính thống mà không bị phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và đồng Petro chính là đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới do một chính phủ phát hành. Đây là điều mà các nước xuất khẩu dầu hoàn toàn có thể đi theo. Nếu như các bạn cho rằng là Venezuela chỉ là một trường hợp cá biệt do những bất đồng về chính trị với Mỹ thì các bạn nên nhớ là bên cạnh Venezuela thì nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Thụy Sĩ, Anh và ngay cả Mỹ cũng đang có ý định là phát hành đồng tiền điện tử riêng của mình. Có thể thấy là việc các quốc gia phát hành tiền điện tử trong tương lai đang là một xu thế và cuộc khủng hoảng giá dầu sẽ góp phần đẩy nhanh cái xu thế đó. Cùng với đó thì trong tuần trước thì hội nghị của nhóm các nền kinh tế hàng đầu G20 cũng đã đang thảo luận đề xuất các vấn đề liên quan đến stablecoin. Điều này thì cho thấy là các quốc gia đang bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến thị trường tiền điện tử và một cái tương lai thị trường này được hợp phát hóa có lẽ là sẽ không còn xa và những cái điều này tất nhiên là sẽ có những cái tác động tích cực đối với các đồng tiền điện tử và trong đó có cả Bitcoin à, Năm 2020 quả là một năm rất là nhiều biến động đối với nền kinh tế của thế giới Nếu như quý 1 vừa qua chúng ta liên tiếp chứng kiến những phiên giao dịch chìm trong sắc đỏ cho quả sản chứng khoán Cú tụt lịch sử của Bitcoin thì khởi đầu quý 2 lại là mức giá âm của thị trường dầu Những kết quả này có lẽ là sẽ thay đổi lòng tin của các nhà đầu tư mãi mãi à, Các biến động trên thị trường truyền thống sẽ càng làm củng cố thêm niềm tin cho các nhà đầu tư trên các thị trường mới ví dụ như là thị trường tiền điện tử một cách gián tiếp thì sẽ chẳng có ai dám khẳng định là chỉ có crypto mới là thị trường có biến động lớn và rủi ro cao nữa các bạn có thể thấy là kể cả những cái công ty tập đoàn lớn đúng không ạ đang vận hành vẫn có thể giá cổ phiếu của họ vẫn có thể giảm và kể cả những cái loại tài sản mà chúng ta sử dụng hàng ngày và rất là quen thuộc như giá dầu vẫn có thể có những cái mức giá âm chính vì vậy thì nên là không điều gì là có thể nói trước được cả và nếu như tình trạng này tiếp tục sẽ xảy ra thì trong tương lai mình nghĩ rằng là cơ hội cho thị trường tiền điện tử là tương đối là rộng mở. Còn các bạn thì sao? Các bạn có nghĩ là như vậy không thì các bạn có thể comment ở bên dưới ý kiến của các bạn cho mình biết. À, đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay thì hy vọng là video sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin hữu ích. Nếu như các bạn các bạn cảm thấy video hay hãy nhớ like, share và comment ở bên dưới. Trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục có những cái video hay để gửi tới các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Và nếu như các bạn đang giao dịch merger thì các bạn có thể tham khảo sàn giao dịch Snabix cũng như là tham khảo cái group uh, Snabix Merger Signal của kênh của chúng ta. Hiện tại thì các admin đang support hoàn toàn free trên cái group này. Các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản ở cái đường link ở bên dưới và điền vào form thông tin của các bạn thì sẽ có các admin phụ trách hỗ trợ và add các bạn vào nhóm.